đợi mọi người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì em ta muốn giữ im lặng, muốn phiền người chút lên đôi vai này. Rồi ngày mai còn cần anh không, một vòng tròn tối tăm khó ra lối. Đó là những gì mà anh phải kìm nén tất cả đau đớn. Làm gì để gần ấy vết thương khép lại, để sau đi bao nỗi đau chịu nặng. Sợ ngày nào nếu tim vỡ trong mình, chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái tim sao gục ngã bên ai trái.